Hello from Miami Beach, Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn thân mến đang thấy xem kênh của Ngọc Ánh Miami Beach. Kênh của Ngọc Ánh Miami Beach tạo ra để chia sẻ cuộc sống Mỹ và tiết lộ cho các bạn biết những bí mật làm giàu thành công tại Mỹ mà Ngọc Ánh đã học hỏi và áp dụng sau hơn 30 năm sinh sống tại nước Mỹ. Ngọc Ánh hy vọng là các bạn xem kênh của Ngọc Ánh sẽ tìm hiểu thêm và biết nhiều thêm những phương pháp làm giàu. Không phải ai cũng thành công tại nước Mỹ, nhưng mà biết được nhiều phương cách làm giàu thì dễ dàng tiến bước. Ngọc Ánh đã học và cả áp dụng. Trước khi mình chia sẻ vấn đề hôm nay là vấn đề mua nhà thì được lợi gì? Ngọc Ánh cũng muốn cho bạn nói cho bạn biết là cái nhà của các bạn nó là bước đầu tư, là viên gạch đầu tư nền tảng của cải khổng lồ của bạn. Trong tương lai, có nhiều bạn viết thư hỏi Ánh là cái đồng hồ của Ánh đeo là đồng hồ gì vậy, thì bữa nay Ánh cho các bạn coi cái này là tuyệt đỉnh của đồng hồ ha. Đây, đây là chiếc Rolex 32 inch, bọc chung quanh hột xoàn và vàng. Anh thích cái chiếc này lắm, anh mơ nó lắm, mơ bao nhiêu năm mơ nó ha, mà không có dám mua tại nó nhiều tiền lắm. Anh chờ tới ngày mà anh đã thành công rồi, tài sản dư giả, không lo lắng gì nữa, bán được một dãy phố 2.500.000 Mỹ kim thì mới dám đi mua nó. Đây là cái như là món nữ trang mà anh mơ tưởng kinh khủng lắm. Giờ mình nói chuyện nha. Tại sao nói là cái nhà là cái nền tảng của chương trình đầu tư bất động sản? Mình nói ủa, cái nhà mình mua mình ở làm sao mà mình lấy tiền ra để mình đầu tư mà không có mất nhà? Có nhiều người ít biết. Anh nói cho bạn nghe, bên Mỹ á, nó có một cái nhà ngân hàng, nó cho mình có một chương trình cho mượn nhà, mượn tiền. Mượn tiền muốn làm gì cũng được, nhưng mà không nên mượn tiền đó để ăn xài. Mình lấy cái tiền mình cho mượn đó, được cho mượn đó để mua thêm bất động sản. Dành bánh ví dụ, mình mua cái nhà cách đây 5 năm ví dụ thôi ha, cho bạn thấy con số 200.000 đô la. Mình mượn nhà băng 150.000 đô la, còn lại 50.000 đô la là tiền của mình đặt cọc. Đặt cọc ít cũng được, đặt cọc nhiều, mà hễ mình đặt cọc nhiều thì mình bớt được bớt tiền lời hơn. Mà mượn ít thì giờ mượn cho mượn 150.000 đô la, tính cho nó gọn. Thì cái căn nhà vậy, nếu mình trả đều mà mình mượn khoảng 15 năm thì khoảng sau chừng 5 năm thì chắc mình nợ cũng chừng 100 ngàn thôi. Nếu mà mình trả mau, ví dụ là mỗi tháng mình trả ngoài tiền mà họ biểu trả mình trả thêm 100 đô á, thì nó thu ngắn mau lắm. Tới lúc đó chắc cũng có nợ chừng 80 ngàn thôi. Tức là cái nhà mình 200 ngàn mà bây giờ mình còn nợ có cho tính 100 ngàn cho nó dễ tính ha. Mình còn có mình nợ có 100 ngàn, mà 5 năm rồi cái nhà mình 200 ngàn, thì nó lên ít nhất nó cũng lên là 240 ngàn. Tức là mình còn nợ 100 ngàn, cái nhà mình trị giá 240 ngàn. Tức là mình có cái tiền mà tiếng Mỹ gọi là equity, không biết tiếng Việt kêu là gì, như là anh chị em nào biết tiếng Việt á hả, nó equity tức là phần mà mình của mình á, nhà cái phần của mình á là 100
40.000. Bây giờ mình thấy cái nhà khác 100.000 đô, mà mình muốn mua để mình cho mướn, để tạo cái tài sản bất động sản. Mà bây giờ mình không có tiền để đặt cọc cho cái nhà mới, phải không? Tiền bỏ vô nhà kia rồi. Mình mỗi ngày mình đi làm rồi đem tiền về chi dụng trong nhà để dành, cũng có chút ít, nhưng mình không muốn động tới tiền để dành đó, để có lúc mà thất nghiệp, có lúc cái chuyện gì đó thì mình có tiền cái đó. Thường trong nhà mình là mình phải để ít nhất là 1 năm tiền chi dụng. Ví dụ như trong cả nhà mình mà xài nhín nhút, xài cần thiết á, basic need á, là cho 3.000, thì mình ráng làm sao mình được ít nhất là 15.000 hay là 30.000 trong chương mục tiết kiệm để dành đó. Mình sẽ chỉ các bạn để trong tiết kiệm bao lần nào làm sao mà để khỏi bị đóng thuế, làm một cái livestream khác, làm một cái video khác. Bây giờ cái nhà mình là 150.000, là 140.000 là cái tiền mình chỉ nợ nhà băng 100.000 thôi. Mình thấy cái nhà 100.000 mà nhà băng nó bây giờ phải đưa cho tôi 30.000. Mình nói vậy chứ có khi 20.000 cũng được ha. Mình chỉ đưa cho tôi 30.000 thì tôi cho mượn 70.000 để anh chị mua cái nhà đó. Mượn 70.000 mà mượn 15 năm thì là 70.000 15 chắc cái chừng 300-400 đô la cỡ đó không. Mấy nhà đó mình biết là cho mướn một tháng mình cho mướn được 1.200, thì tiền nhà băng là cho 400 đi, rồi tiền thuế cho 200, tiền trên cho 200 nữa đi là 600, tiền linh tinh này kia đó mà mình phải dự trữ để mình sửa chữa nhà cho 200 nữa là 800, thì mình cũng lời 400 đô. Mà cái nhà bây giờ mua 100.000, chừng 5 năm nữa nó cũng lên 120, còn 10 năm nữa nó cũng lên 150-180, nếu mình biết lựa chọn chỗ cho đúng. Vậy làm sao mình kiếm cái 30.000 đó để mình đưa cho nhà băng? Ở Mỹ nó có một cái kia là Equity Line of Credit. Equity Line of Credit, bạn nhớ từng chữ đó, bạn nói tiếng Việt mình không biết chữ này dịch ra, tại vì nhà băng Việt không có cái đó đâu. Equity Line of Credit tức là gì? Cái trong cái nhà cũ của bạn á, bây giờ là bạn dư ra là 140.000, thì ngân hàng Mỹ đó nó sẽ cho bạn mượn khoảng chừng 70% của cái 140.000 đó. Thì trong một nhà giờ mình tính 70% cho tính là 100.000, cho tính 100.000 cho nó gọn, có thể là 90.000 cỡ đó. Thì nó Equity Life Credit là gì? Họ sẽ cho bạn mở một cái tài khoản với họ, thì họ cho bạn cái số tiền đó để trong cái tài khoản đó, không xài thì không đóng thuế. Không xài thì không đóng tiền lời, tiền lãi. Cái người nó giàu á, thì luôn luôn cái nhà của nó cũng mở một cái live credit, nó không xài tới, nhưng mà để dành lúc bất trắc, vì lý do nào đó mà họ cần tiền thì họ lấy ra. Ví dụ như là người bị thất nghiệp phải 6-7 tháng thì mới kiếm việc làm, một tháng phải đóng 700 đồng tiền nhà, tiền lãi mua nhà, phải không? Thì sẽ lấy cái tiền đó, một tháng lấy ra 700 đóng vô, thì sẽ lấy ra 700, thì mình chỉ có trả tiền lời 700, tiền lời thấp lắm, chừng 3/4 thôi, không có nhiều. Tiền lời của nó đã theo cái giá tiền cho mượn tiền mua nhà. Tháng sau mình chưa kiếm việc làm thì mình lấy thêm 700 nữa, rồi mình trả tiền nhà đi vậy đó, thì mình khỏi có bị kéo nhà. Đó là một trong những cái mà bạn biết hôm nay để nhắm trường hợp mà mình túng tiền quá, có chuyện bất trắc mà mình không có tiền để đóng tiền nhà trong vài tháng. Thì nếu nó cho mình mượn 80.000, thì nếu mình lấy một ngày 700 thì cũng 6-7 tháng là mình đã có kiếm được việc làm rồi, thì mình bỏ vô lại, bỏ từ từ vô lại, có lấy ra thì mới trả tiền lại trong cái phần lấy ra, còn phần nó nằm đó thì nó cũng nằm đó. Thì bây giờ nếu mà mình muốn mà mình thì nó cho mình cái like cái khoản tài khoản đó là cho là 90.000,
không, tại vì mình cái lợi dư của mình tới 140 thì nó cho 70% là cho khoảng 90 ngàn, thì giờ mình mới lấy 30 ngàn trong cái đó, tiền đó mình làm tiền đặt cọc để mua cái nhà này 100 ngàn, thấy không? Vậy là mình có thêm cái nhà thứ hai mà mình chỉ nợ 30 ngàn trong cái nhà bên này, nhưng mà mình nhắm là cái tiền mà mình mới tính toán thôi, mà cái tiền mà mình mua, tiền mà mình mướn cho mướn nhà đủ sức trả tiền mướn nhà, tiền nhà băng cho mượn mới, và tiền 35 tiền lời của 30 ngàn đô bên này, thì có thể là nếu mà chỉ phải trả hai cái vậy đó, không chừng là mình chỉ còn được 100 tiền lời, không sao, 100 tiền lời, nhưng mà mỗi năm á mình lên giá nhà, bữa nay mình cho mướn 1.200, sau năm mình lên 1.400, phải không? Rồi sau năm nữa thì mình lên 1.500, trong khi đó tiền nợ nó cũng nằm đó thôi, nó không nhúc nhích, nó không có lên. Đó là một trong những phương pháp mà bạn lấy cái nhà mình đang ở làm cái bàn đạp để mua cái nhà, thêm cái nhà đầu tư. Rồi dài 3 năm nữa cái nhà đầu tư của bạn nó lên giá 150 ngàn, bạn trả hết 50 ngàn, thì bạn dư 50 ngàn, thì bạn mượn, bạn sẽ mở cái line credit rồi lấy 30 ngàn trong cái nhà, mình mua cho thuê, đi mua căn khác, hoặc là mình bán cái nhà cho thuê đó, mình gom tiền lại mình mua cái dãy, một dãy phố 4-5 căn. Là bạn hiểu không, cái nhà của mình nó không phải là tiền chết, cái nhà của mình, nhà mình ở là cái là một quỹ đầu tư cho mình. Thì bạn cũng còn cái nhà bạn ở, đúng không? Nhà bạn ở càng ngày nó càng lên giá, ở sung sướng với gia đình. Trong cái nhà bạn ở thì mình có nói là nhà mua single house thì mình phải mua chỗ nào mà mình có thể, nhà nào mình có thể được 1-2 căn phòng mà có cửa riêng để mà mình cho mướn, mình kiếm lợi nhuận thêm. Bây giờ mình có tiền mình đi làm, mình không cần cho mướn cũng sao, mà nếu mà mình có một người thất nghiệp thì mình lấy đó mình cho mướn, còn nếu mà bạn nào chịu khó thì là mình ở 3 phòng, 2 phòng sau mình cho mướn, thì cho mướn là có cửa riêng, thì người ta ra riêng, của ta riêng, không dính líu về tới nhà mình hết, không? Mà mướn người, kiếm một người độc thân vui vẻ thì có khi mình đi du lịch ở họ giữ nhà cho mình. Có nhiều người lớn tuổi ở đây đó, họ mua một căn chung cư hai phòng ngủ, 2 phòng tắm. Rồi bây giờ họ lớn tuổi thì cái tiền hưu, tiền già không có đủ để họ đi du lịch này kia đó, thì họ cho một em học sinh mướn, hay là một chị độc thân mướn 600-700 đô, cái là có thêm 600-700 đô đó, họ đi du lịch. Bạn thấy không, cái này là ít người biết là equity line credit, nhưng mà nên nhớ có tiền á nó cho mở cho mình cái tài khoản để cho mình chút 90 ngàn, đừng ngứa tay nha, đừng lấy ra đi mua hột xoàn, đừng lấy ra đi đánh bài, đừng lấy ra mua bốp hiệu. Cái tiền đó là tiền đầu tư, để dành đầu tư hoặc là lúc đau ốm thất nghiệp thì mình có cái quỹ đó. Thì khi nếu mà có quỹ đó, nó có mình có 90 ngàn trong nhà băng, mà không phải tiền của mình, nhưng họ sẵn sàng cho mình mượn, thì lỡ mà mình có cần vài trăm đô để mà đóng tiền nhà băng nếu mà mình thất nghiệp, thì là mình không bị kéo nhà. Tại sao người Mỹ nó mua nhà nó không sợ, mà người Mỹ Việt Nam không biết cái đó, là khi nào chị Ngọc Ánh khuyên đi mua nhà sợ lắm, mà chị ơi em làm neo bắp bên lắm, bữa nay chủ đuổi mai chủ đuổi, có khi có tiền hay không em mua nhà, rồi lỡ thất nghiệp rồi em mất nhà. Đó là một cách. Còn cách khác nữa mình sẽ nói cho các bạn nghe, làm sao mà để không bị mất nhà trong trường hợp mà mình bị những tai nạn ở trên đời, không ai biết, không ai biết chuyện này ra sao, thành lúc là mình chuẩn bị, mình phải có plan B, mình có plan A không là mình mua nhà, rồi mình có plan B là lỡ mình thất nghiệp hay là mình đau ốm, làm sao mình xoay sở, cái đó là plan B. Bạn sống lúc nào cũng có plan B. Bạn hiểu không? Bạn hiểu là equity of line of credit chưa? Đó là mình lấy cái tiền từ cái nhà của mình, sau những năm, vài năm mình trả tiền mortgage, mình lấy cái, nó cho mình mượn, mà nó mở mình cái line of credit, để mình lấy cái tiền của cái line of credit mình đi mua cái nhà cho mướn. Đừng lấy ra xài tiền tầm bậy, mua nhà cho mướn, để cái tiền nhà cho mướn nhà nó phụ mình trả tiền lời của bên này. Bạn thấy tuyệt vời chưa? Tuyệt vời chưa? Còn nhiều cái tuyệt vời lắm. Những người sống lâu năm tại
tại Mỹ như Ngọc Ánh mà đầu tư bất động sản là tụi này đó mua nhà mua phố mua đủ thứ hết đó, không cần phải tiền nhiều, tiền bên này mất ra bên này, tiền này chuyển qua chuyển tới chuyển lui, mình chỉ bị rồi cốt của cái chính của mình đó là mình thâu tiền thuê nhà. Very nice, tuyệt vời. Very easy, dễ lắm bạn. Bạn cứ theo dõi những video của Ngọc Ánh và bạn sẽ thấy Ngọc Ánh làm YouTube không phải là để lấy tiền YouTube đâu bạn, không có bao nhiêu, nhưng mà Ngọc Ánh muốn hướng dẫn cho các bạn mới qua Mỹ rồi qua Mỹ lâu, cách nào để cho mình được nhiều tiền. I am the money man, money money man. Ngọc Ánh không có biết nấu ăn nhiều, không có biết trồng rau nhiều, mà Ngọc Ánh biết cách giúp bạn kiếm tiền rồi lấy tiền đó đi mua rau, đi mua cá. Ngọc Ánh đi câu cá, con cá nó mới cắn câu, thấy người ta trong video sách đi sách còn câu đi mua cá, con cá to Ngọc Ánh đi câu hoài nó không cắn. Rủ ông xã đi câu cá là phải đem cái pizza theo, tại vì biết là câu cá không có con nào cắn đâu mà ăn, đem pizza cho nó chắc ăn thôi ha. Kính chào quý bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ, trẻ đẹp và hạnh phúc. Let's make money, mình làm ra tiền. I love to make money, mình thích làm ra tiền lắm. I love to make money and I love you, và mình thương các bạn á. Goodbye, see you next time.